Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn sống đời của mình này mọi người. Hiện tại thì vườn mình có 1.500 cây sống đời ha. Thường bông đỏ, còn khoảng 500 cây sống đời Thái và sống đời Đà Lạt. Thời tiết ở chỗ mình này, trời âm u, tối sầm luôn. Mới chỉ hơn 4 giờ thôi mọi người ạ. Và chiều hôm nay thì mình đã xịt thuốc ngừa thối nhuận cho cây sống đời. Tranh thủ trời chưa mưa thì mình xịt rồi. Và giờ ngồi làm video này, quay cho mọi người xem về cái loại thuốc mình sử dụng ha. Đây này, thuốc nó còn bám ở trên lá này mọi người. Thì thực ra thì trong kênh của mình á, nói về cái thuốc mà trị thối nhuận cho cây sống đời thì cũng có khá nhiều video rồi. Tại vì đây là một cái thuốc mà mình sử dụng rất là nhiều lần, thường xuyên luôn cho cây sống đời từ khi mà mình ra con giống ha, cho tới lúc mà kết thúc một mùa bông. Cây sống đời thì nó cũng có một số cái loại bệnh đặc trưng, trong đó thì cây bệnh thối nhuận nó là có vẻ như nổi bật nhất và cũng có nhiều người làm vườn là hay đau đầu nhất, tại vì cứ mà mưa nhiều hoặc là cứ lâu lâu vậy ha thì cũng có một vài chậu nó sẽ bị thối, nó sẽ thối từ trong thân thối ra. Nguyên nhân thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà mình nghĩ ở đây là do cái cây này là cái dạng thân nước, lá nó cũng mỏng nước, thân nó cũng mềm nữa, cũng mỏng nước. Rồi mỗi khi mà cái lượng nước dư ha, hoặc là mình hoặc là có nhiều nấm hoặc là có nhiều vi khuẩn gì đó nó tấn công vào cây á, thì nó khiến cho cây nó sẽ bị thối. Nguyên nhân thì có thể như vậy. Và đây là cái đặc tính của cây. Khi mà mình chăm sóc một cái cây nào đó mà mình nắm được cái đặc tính cũng như một cái số bệnh thường gặp của cây á, thì mình đi phân thuốc nó sẽ dễ hơn và nó sẽ đạt hiệu quả hơn trong cái quá trình chăm sóc. Cho nên là cái thuốc này mình sử dụng thường lắm mọi người, và mình cũng sử dụng nhiều loại kết hợp với nhau. Và trong số đó thì mình thấy cây này là nó có hiệu quả cao ha. Đây mình quay cho mọi người xem về cái loại thuốc mình sử dụng này. Đây là thuốc trị thối nhuận ha. Đặc trị thối nhuận trên bắp cải. Mọi người thấy cái bắp cải như thế này là thấy nó uy tín rồi ha. Cái này là một viên. Sau này thì có ghi hướng dẫn sử dụng này, liều lượng, cách dùng. Có thể dùng chung với một số thuốc bảo vệ thực vật. Nó là dạng viên cho nên là khi mà mình xịt thì mình pha với nước tầm 5 đến 10 phút thì nó sẽ hòa tan đều ra. Rồi lúc đó mình hãy xịt. Cái này một viên này, cộng chung với một nửa của cái gói Risanin này ha. Đây, cái này thì mình cũng hay dùng lắm, đặc biệt là trong cái mùa cúc mâm xôi sắp tới. Cái này giá thành nó hơi cao mọi người. Đó, phía sau này thì nó cũng có hướng dẫn sử dụng, cách dùng. Cái này thì mình dùng một nửa chai này này cộng với một cái viên này và pha vào một cái bình 20 lít. Xịt đều lên cho cây. Đó, cứ vào mùa mưa này thì tầm từ 5 đến 7 ngày là mình xịt một lần. Cái này là xịt ngừa nha mọi người, tùy vào cái tình trạng của cây. Quay loại thuốc pha chung cũng tùy nữa, chứ không phải là khi nào mình cũng pha hai cái này với nhau đâu. Nhưng mà thường thường thì pha hai cái này thôi. Còn nếu như một khi mà cây nó đã bị bệnh rồi, nghĩa là có một số lá hoặc là một số cây nó đã bị thối rồi thì mình phải tăng cường cái cự xịt lên một chút ha. Có khi là 5 ngày mình xịt một lần. Thì cái này thì nó cũng có hiệu quả nhiều. Mình đã sử dụng và làm về sống đời cũng vài năm rồi và thấy cái này là tương đối tốt. Đây mọi người thấy không? Sống đời của mình thì nó lên cũng tương đối đều. Có một số cây thì đã bấm đầu độc một lần rồi, khá bự. Nhưng cái này này, đây, bên này cũng vậy. Còn bên này thì cây này thì mới có bấm đọt, mới lên có ní nị thôi. Vườn của mình á, thì sống đời thì mình sẽ làm một cây như vậy là vào một chậu. Đó, cây này là cây chậu chính này mọi người. Một chậu. Và mình sẽ bấm đọt để xây tàn cho cây. Năm nay thì mình làm được sớm cho nên là mình ra giỏ cũng tương đối sớm hơn mỗi năm. Chứ thực ra thì thời điểm bây giờ thì có nhiều người làm sống đời thì người ta mới bắt đầu ra giỏ mọi người ạ. Hôm nay thì cũng có một số cây nó cũng tương đối bự rồi. Như những cây này thì bắt đầu lên được hai cặp lá rồi này. Tầm 1-2 ngày nữa thì mình sẽ bấm đọt tiếp cho cây. Mọi người thấy không? Như cây này là mình bấm đọt được một lần và cây nó lên được 4 đọt. Rất chỉ là tuyệt vời luôn ha.
Nếu mà được hai cặp lá thì mình bấm thêm một lần nữa là nó đã tràn ra khỏi mặt chậu rồi. Đó, mình bấm từ lúc mình chuống con, cây đủ 1 đến 2 cặp lá là mình bấm, và kéo dài đến tháng 8 âm lịch là mình ngưng nha mọi người. Ở đầu tháng 8 là ngưng. Nếu như một cây mà mình chăm sóc tốt á thì mình bấm đọt được khoảng tầm 3 lần. 3 lần á, như cái này nó một lần đó, 2 lần nữa. Còn những cây này là do mình nó lên trước. Mình làm từ hồi tháng 4 lần. Nên cái này có thể là 4 lần này, nhưng những cây này mà chăm sóc tốt thì chỉ được 3 lần thôi. 3 lần là nó giữ sức rồi mọi người. 3 lần mà từ một cái đọt ban đầu mà nhân ra 4 ha, từ 4 lên tiếp 16 rồi từ 16 lên tiếp một lần nữa là quá trời là tuyệt vời luôn. Tất nhiên thì đó là tính toán ở trên cái cơ sở là con số thôi, chứ thực tế thì nó cũng không phải như vậy đâu, còn tùy vào cái cách chăm sóc nhiều. Nhìn chung thì mình bấm đọt và mình chăm tưới phân xịt thuốc đều đặn thì cây của mình sẽ bự lên thôi. Và có một số người thì hỏi mình là làm sống đời thì không có bấm đọt được không, thì thực ra thì mọi người ơi, làm hoa kiểng á, mỗi người một cách, mỗi người một kiểu, tùy vào cái thói quen và cái cách làm của mọi người. Mình thì mình bấm đọt quen rồi, cho nên lần nào mà ra sống đời mình cũng bấm đọt hết trơn. Bấm đọt ở đây là vừa hạn chế cái chiều cao của cây và giúp cho cây nó bung tàn nó nhiều hơn. Cái sống đời một đọt như vậy sẽ là một chùm bông. Nếu như trong cái quá trình phát triển của cây á, mà mình tạo cho cây nó có được nhiều cái đọt thì sau này nó sẽ có nhiều chùm bông. Đơn giản như vậy thôi, chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Tại vì có một số người làm thì người ta không có bấm đọt, hầu như là không bấm. Không bấm thì cây nó cao, nó bự ra, nhưng mà nó không có được tròn tàn lắm. Còn của mình bấm thì nó sẽ thấp thấp, thấp, nhưng mà cái lượng bông nó sẽ nhiều, cái tàn nó sẽ xum xuê hơn, thì nhìn nó cũng sẽ bắt mắt hơn, và lúc mình bán thì cũng dễ hơn. Chỗ mình nó là cây làng hoa kiểng và cây giống, chuyên sản xuất các loại hoa kiểng cây giống và bán đi ở tất cả các tỉnh mọi người. Đó, cứ tới mùa Tết là thương lái người ta sẽ tới và người ta sẽ mua nhiều hoa lắm. Sống đời thì là một cái loại hoa nhỏ thôi. Đó, cúc mâm xôi hoặc vận thỏ mới đó là những cái loại bestseller ha, mai tàn mai ghép. Cho nên là nhiều như vậy thì nhiều thương lái tới thì cái cơ hội mà mình bán sẽ được nhiều hơn. Và cũng có nhiều người làm luôn, tại vì ở đây sẽ có nhà nhà cùng làm, người người cùng làm, nên sẽ có cái sự cạnh tranh. Người nào mà làm đẹp, giá thành tốt thì dễ bán hơn. Đó. Cho nên đây, đây quay cho mọi người xem một số cây mà mình bấm đọt cách đây chắc tầm cũng 13-14 ngày, 15 ngày chứ, lúc mình ra dọ này. Đó. Cái này nó đi chậm lắm nha, nó đi đọt rất chậm. Nhưng mà nó lên được cái đọt ở trên này thì những cái đọt trong này nó cũng nè ra này mọi người. Tầm 1 tháng, có khi là 1 tháng rưỡi là mình bấm được một lần, tùy vào cái cách chăm sóc. Đó, mọi người thấy không? Còn như cây này thì chưa có bấm này. Mình đang chờ cho cây nó lên đều hơn một chút thì mình sẽ bấm đồng loạt một lần. Cây cứ tới 2 đến 3 cặp lá là bấm. Như cây này là được 3 cặp lá này. Bấm thì đơn giản lắm mọi người, chỉ cần khều nhẹ cái đọt ra đó, lấy có một chút ở phía trên, tại vì cái này nó lên đọt chậm cho nên mỗi cặp lá mình phải nâng niu ha. Đây, quay cho mọi người xem nguyên một cái clip ở bên này của mình. Nguyên một cái clip này là mình bấm đọt cách đây chắc tầm cũng 14-15 ngày và cây đang lên đọt đều đều hết trơn. Lên rất chỉ là đẹp luôn. Bấm một lần như vậy là nó lên được 3-4 đọt, 4-5 đọt, ít nhất là 2 đọt đó mọi người. Đó. Nhưng mà những cái đọt sau đó, có thể nó chậm hơn nhưng nó vẫn lên. Đấy, thấy là tuyệt vời luôn ha. Đó. Nó lên hơi chậm nhưng mà không sao, tại vì nó lên được cái cặp này thì những cái đọt nứt ở bên trong này nó vẫn ra. Cho nên là mình cứ mạnh dạn mình bấm đi, mình làm thử một vài chậu đi. Đó. Làm sao mà mình thấy nó đẹp thì mình sẽ làm tới. Bên này là bấm được này, đọt nó lên bự rồi này. Đấy. Xung xuê rồi này, mình chăm tầm 1 tháng nữa thì nó bắt đầu tràn ra khỏi mặt chậu hết rồi mọi người. Bên này thì bự hơn một chút ha. Thì cây bự hay cây nhỏ thì mình cũng vô một cái chậu chín hết cho nó đồng loạt. Những cây này nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà tới cái thời điểm đó thì nó cũng sẽ bự lên hết mọi người. Đó. Và những cây bự thì nó sẽ bự hơn một chút. Đó. Và khách vào mua thì người ta được lựa chọn.
mua hàng của mình dễ lắm. Lái vô vườn mà vô là mình cứ cho lựa thoải mái à. Còn những cái hàng mà nói chung là nó không có được đẹp lắm thì mình đi chờ, hoặc là mình bán giá mềm hơn một chút. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.